Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em kết lên ý tưởng để thiết kế một logo Rồi, trước tiên anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp mình tròn vào chuông này cho tất cả Để khi mà mình có video mới nó sẽ báo lên trên này cho anh em Bạn nào đăng ký rồi thì nhớ xem và like share bài cho mình Cảm ơn anh em Vậy bây giờ mình muốn thiết kế thì mình phải hiểu À, logo mình sẽ làm theo dạng nào? Ví dụ như là mình dùng chữ cái, dạng chữ này, dạng chữ. Dù mà mình dùng chữ cái này dùng chữ cái đầu tiên của công ty hoặc cá nhân. Thấy chưa? Bạn thấy đây có rất nhiều logo mà người ta dùng chữ cái đầu tiên. LD này. Rồi là TH này. Đúng không? Ví dụ trương hải Hà dạng hán. Đó. Có rất nhiều nha. Anh em gửi dùng chữ cái đầu tiên. Là anh em thiết kế ví dụ này. ABC này. Rồi Hoặc là mình dùng một cái tên Và mình kết điều đi À đây Đó ví dụ mình ghi Honda này à, Coca Cola VP Ben. Đó những cái này là Mình dùng nguyên tên nó luôn Để mình à, thiết kế Mình có thể kết điều đấy nha À ít ai mà dùng tên Rồi mình định một cái phóng ra là thành logo đâu Mình phải kết điều nó đi Đúng không? Chữ Coca Cola này Nó sẽ kết điều đi này đó chứ này nó kết điều này được chưa thì trong này tất nhiên nó có ý nghĩa chứ không phải anh em á, là, là lên trên mạng lấy một cái phóng nào đó về định ra đó là logo như vậy nó không chuyên nghiệp đó thậm chí chữ Amazon Đấy hiểu không? để làm thêm cái biểu tượng đấy nữa một số logo người ta dùng cái biểu tượng thời gian biểu tượng này có nghĩa là người ta sẽ dùng một cái gì đó người ta tường trưng tường trưng cho khi nghe à, lĩnh vực của mình đó những cái này bông đá à, đây à, chứ bông rộ này đó kẹp xin người ta dùng biểu tượng thì à, ví dụ các lễ hội ấy, các ví dụ các lễ hội như sea game nó chẳng hạn thì logo theo dạng lĩnh vực nó còn trâu vang việt nam đó. rồi một số logo theo dạng trừu tượng ta lẽ vậy nói chung nó rất nhiều anh em à, uh, trên mạng là các thể loại thiết kế logo thì không phải là mình cứ cố định những cái này với nhau mà mình có thể kết hợp dù logo theo dạng trừu tường này nhiều cái mình biết nó làm cái gì luôn đó đôi lúc uh, người ta làm như thế này mình chả biết nó là làm cái kiểu gì luôn cái này là cái gì người ta phải giải thích mình mà hiểu được mình có tính mang tính tru thường ở trong đó. nhìn qua mình không thể đoán được là người ta muốn nói gì trong này đúng không rồi rồi à, logo theo dạng hình ảnh đó chọn cái kfc lúc này đó ví dụ chẳng hạn đây người ta dùng hình ảnh đó hay là Người ta dùng hình ảnh của trái táo Logo Apple Đó người ta dùng hình ảnh trái tạo đó Thì vì vấn đề mà các Thể loại, các dạng thiết kế logo Thì anh em nhớ lên trên mạng à, Tham khảo cho mình với vì nó quá dài quá rộng Được chưa Hôm nay cái bài này á, là bài ý tưởng thôi Và mình sẽ hướng dẫn anh em Lên thiết kế Theo dạng thông thường Chứ không nên thiết kế theo dạng Geometry đó là thiết kế thế gian hình học người ta hay gọi là điểm vàng anh em cái chị này logo Geometry là logo này người ta gọi hay gọi là điểm vàng này nha. Twitter đây này thị nhưng mà mấy cái này thì nó cao siêu quá mình không giảm dài anh em mình bị sơ sơ mình giảm dài đó người ta hay gọi là thiết kế logo theo điểm vàng đó nha cái này thì mình không dạy mình sẽ hướng dẫn anh em theo dạng đơn giản như là logo thông thường thôi chứ uh, mấy logo này đôi lúc uh, cả mấy ngàn đô được thậm chí mấy trăm ngàn đô chứ không phải là tự nhiên uh, về thể tạo ra rồi lấy mấy trăm ngàn đô đâu không có đâu nghe thì cái này thì uh, mình sẽ bỏ qua thiết kế theo dạng Geometry này mình sẽ thiết kế theo dạng bình thường thôi hả bình thường thì kiếm hai ba triệu cho vui thôi chứ đâu con à, thịt cái cái này quá cao siêu rồi nếu bạn thiết kế được những thứ hiệu bạn ở đâu để bạn nhìn những cái dự án lớn này như việt theo đó vậy là hình như logo của nó là cũng hơn tỷ và nó đặt ở nước ngoài thì trước khi lên địa tưởng thì mình uh, đã xác định được thể loại mình làm là cái gì thông thường anh em hay làm là dùng logo theo dạng kết hợp có nghĩa là vừa có biểu tượng, vừa có chữ cái, vừa có tên. Đó. Thì hôm nay mình cùng hướng dẫn anh em là lên ý tưởng thiết kế logo và mình trình bày cho anh em một cái logo. Giả sử bây giờ có một bài tập. Anh em thiết kế lại logo Ariben. Và thiết kế hoàn toàn mới dựa trên ý tưởng mới không sử dụng hình ảnh của logo cũ được chưa thì ví dụ đây là mình nói bài tập về thiết kế logo arriban thì ý tưởng bây giờ này ra là gì ý tưởng này và bây giờ anh em lấy giấy ra ghi ý tưởng ý tưởng thiết kế logo đó chính là sự liên tưởng được chưa sự liên tưởng là sự liên tưởng cái gì ví dụ người ta nói thiết kế cho một cái tỉnh nào đó giả sử mình đang ở bình dương thì người ta nói thiết kế cho ngành du lịch bình dương hoặc là thiết kế một cái logo biểu tượng biểu trưng cho tỉnh bình dương thì trong tỉnh bình dương này mình phải liên tưởng đến này văn hóa chính trị xã hội này thể mình của Bình Dương là gì này? Mình phải liên tưởng tất cả cái đó. Đây ví dụ Bình Dương có rất nhiều khu công nghiệp, khu công nghiệp đó, gì là thể mình trong đó. Rồi cậu vấn đề cái ở lại thiếu của mình ở thì trong vấn đề cái đó có những cái loại cây gì? Có nghĩa là tất cả mình phải liên tưởng hết. Đó. Thì bây giờ mình nói Areben. A, -ri A -ri. Đây. Đây là logo Ariben và bây giờ mình liên tưởng đến cái gì? À Mình đang học lên ý tưởng nữa này Mình liên tưởng tới Tiền Được không Nông nghiệp Mình phải viết ra vậy Chứ không phải là Anh em là cứ Dừa vào lô lô cụ Rồi cứ sửa lúc sửa lại rồi à, Trẻ em gió sau Mình phải lên ý tưởng trước Rồi phạt thảo Sau đó trình bày mới trẻ em gió Ok Nông nghiệp Được chưa Thôi mình tạm thôi mình uh, tưởng tượng hai cái này, này đi. À liên tưởng đến chữ nữa. Chữ A chứ. Chữ. chữ A. Được chưa? Rồi. Vì mình nói lại chữ cái đâu mà đúng không? Rồi. Anh em muốn liên tưởng gì nữa thì kế anh em. Nhưng mà. Tiền. Liên quan đến A thì bên. Thì trong cái tiền này mình liên tưởng đến cái gì? À. Tiền giấy. Bây giờ không liên quan A bên nữa. Mình liên quan đến tiền thôi thì có tiền giấy này tiền xu được chưa rồi trong tiền giấy này thì mình liên tưởng cái đến cái gì à tiền mới vì hiện tại nó là thu nhập tiền mới tiền xu này là đầu tiên cổ cũng có được chưa rồi View mình tạm thời như thế này đi được chưa rồi bây giờ mình sẽ ghi vô nông nghiệp nông nghiệp thì à, nếu mà anh em nghĩ đến nông nghiệp việt người ta hay nhắc đến là cây lúa đúng không rồi gì à, mà à ruộng vườn bao lá có bay rằng thằng cảnh gì đó cái lúa gì đó và anh em cứ liên tưởng đi sau đó cái lúa này mình làm liên tưởng tiếp à cái lúa thì thương thương á lúa vì mình có kịch bản rồi mình làm rồi bây giờ mình nói cho anh em hiểu thôi chứ không phải là tự nhiên mình nhớ ra liền cái này mình có kịch bản trước ok Cây lúa thì có lúa có màu xanh cây màu xanh lúa cây màu xanh hạt hạt lúa màu vàng có nghĩa là cái này mình đã chất lọc rồi cả chứ thực ra khi mình lao đến tượng mình ghi ra rất, rất 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 nhiều luôn cái gì liên quan nhau là mình sẽ ghi ra hết có nghĩa là tiền liên quan ở à bên nó có có nghĩa là bây giờ vẽ đầu tiên là bên là cái trụ chốt thì trong Adobank này có tiền, có nông nghiệp, có chữ A này. Rồi, khi mình liên quan hết Adobank này xong rồi, bắt đầu mình sẽ liên tưởng cái nhỏ hơn. Ví dụ trong Adobank này có tiền, thì tiền này thì có cái gì liên quan đến tiền? Đó. Rồi, trong cái này ở à, tiền có tiền xu, thì có cái gì liên quan đến tiền xu? Rồi cứ mình cứ liên tưởng dài ra vậy. Sau đó mình muốn chắc lọc lại cái nào mình muốn đưa vào để trình bày. Ví dụ tiền mới, tiền giấy và tiền xu thì mình phải xác định một cái thôi. Nếu mình dùng tiền xu thì tiền xu mình phải xác định tiền xu nói lên điều gì? Thì mình sẽ gạch bỏ cái tiền giấy này đi. Được chưa? Đó. Tiền mới này mình gạch bỏ luôn. Có nghĩa là khi mình khi mình ra hết tất cả rồi thì nó liên quan nhau. Cái nào mình muốn trình bày thì mình giữ lại cái nào không muốn trình bày thì mình sẽ xóa đi được chưa thì ví dụ tiền mới này hoặc tiền giấy mình bỏ đi thì còn tiền xu được chưa đó ví dụ sau này anh em ghi đấy là gì mà cây lúa thì có gì nữa à trong cái lúa này là có bọn phấn gì đó ví dụ vậy nghe thì bọn phấn này mình muốn trình bày vào thì mình xóa đi à, mình muốn à, là đưa vào cái gì mà ảnh hưởng cho cái uh, màu vàng hay màu xanh này này đó ví dụ vậy được chưa rồi thì sau một thôi một thôi mình chất lọc hết thì mình sẽ trình bày trên máy tính và mình cho nó một cái ý nghĩa thì uh, cái này mình làm sẵn rồi anh em xem nó có sự liên quan trong cái cái phật thao mình không ngay rồi thì đây là cái cơ bản nhất để mình cho anh em xem anh em đứng mặt lý bật lệ thực sự mình sẽ cho nó lên trên rất nhiều cái nền khác nhau thì cái đó là mình demo sau và mình cho một cái logo ấm bạn nữa nha những cái đó thì mình nói sau bây giờ mình nói là trình bày trước thì đây là màu á là mình cho người ta để phá màu rồi ý nghĩa nó như thế này bây giờ mình sẽ giải thích trong này coi nó dưới cái nào không nha khi mình nói Arriban là ngân hàng nông nghiệp Việt thì những cái ý tưởng mình đã lên đấy rồi. Sự liên quan nó có liên quan với nhau rồi và bây giờ mình xem hình tròn của màu đỏ và màu vàng. Đây hình tròn của màu đỏ và màu vàng này. Kết hợp lại cùng với khoảng trắng hình thoi ở giữa thể hiện cho đồng xu. Đồng tiền xu đấy. Đúng không? đồng tiền tường trưng cho ngân ngân hàng đó cũng có đồng tiền đó đồng thời nói lên thấm niên của ngân ngân hàng đã có từ lâu đó đó là một cái ý nghĩa tên số tất nhiên là có từ lâu đời rồi mà nó biểu tượng được có nghĩa là ngân hàng này đã có từ lâu là có thâm niên rồi đó phân màu đỏ được ví như mặt trời rực sáng mãi đây thì cái này là mình chém mình sao mình nói có ý nghĩa thôi Bây giờ mình có thể chém Anh em nói Thế mau này tương trưng cho cái này Cái kia làm sao mình biết được Cái này là do từ người thiết kế quyết định Người ta nói muốn sao là nó vậy à Màu tím thủy chung cũng được Mà màu tím Hy vọng cũng được Tuy hiện anh em, anh em muốn nói sao cũng được Thì đấy, màu đỏ Được vì như mặt trời tường Rực sáng mại Thể hiện cho sự phát triển không ngừng của ngân hàng đó thì mặt trời có bao nhiêu tắt đâu tắt là hết đúng không hình thói phía trong đầu tiên là ngọn núi đây khi hồi này á mình trình bày có cái lỗ này là ý của mình thì nó nó thể hiện nhiều góc nhọn như thế này đây đây là chỉ là ngọn núi thể hiện cho sức mình và sự bền vững ngọn núi thế nó sưng sừng đó mình mẹ nó bên vững chứ nó có có bị dịch chuyển đi đâu đồng thời có hình dạng chữ A đây chữ A này đồng thời có hình dạng chữ A chữ cái đầu tiên của ngân hàng Aribank chữ này thì đấy là vừa đồng tiền này Mới vừa thể hiện ngọn núi này và vừa thể hiện chữ A này được chưa rồi chữ Aribank màu xanh là mình dùng dạng là thiết kế theo dạng chữ đấy được không logo thôi chân chữ kết hợp với biểu tướng đó thì chữ araben màu xanh nằm ở phía dưới thì đấy là màu xanh nằm ở phía dưới cái, cái, cái biểu tướng này này và màu vàng ở trên thể hiện cho cây lúa màu xanh đang trổ bóng lúa vàng thì cây lúa thì, thì, thì lá đó nó nằm dưới thì còn cái này là hạt lúa đấy đúng không nói lên ngân nông nghiệp Việt Lúc này mình, mình, vừa đọc và mình vừa giải thích cho anh em Vậy bây giờ mình đọc xuống xài cho anh em nghe à. Hình tròn của màu đỏ và màu vàng kết hợp lại cộng với khoảng trắng hình thoi ở giữa Thể hiện cho đồng tiền xu Đồng tiền tượng trưng cho ngành ngân hàng Đồng thời nói lên thâm niên của ngân hàng đó đã có từ lâu Phần màu đỏ được ví như mặt trời rực sáng mai Thể hiện cho sự phát triển không ngừng của ngân hàng Hình thoi phía trong đồng tiền là ngọn núi Thể hiện cho sức mạnh và sự bên vững đồng thời có hình dạng chữ A, chữ cái đầu tiên của Arabin. Chữ Arabin màu xanh nằm dưới và màu vàng nằm trên thể hiện cây lúa màu xanh đang trổ bóng màu vàng. Đồng thời nói lên đây là ngành nông nghiệp Việt. Sau đó mình sẽ cho người ta màu sắc để người ta pha màu. Đây là màu chuẩn, được chưa? Thì cơ bản nó sẽ là như vậy cái này mình chưa tính đến truyền cho lên các bắc rau khác nhau. Mình đôi lúc phải trình bày rất nhiều bắc rau mà màu đầm màu nhạt màu trung tĩnh rồi mình đưa lên và sửa lại sao cho nó phù hợp. Rồi mình làm một bản ấm bản và thu nhỏ lại như thế này nữa. Thì đó, bây giờ mình mình thấy này. Từ khi mà ý tưởng lên như thế này cho đến khi mình trình bày ra được như thế này thì bạn nghĩ có đau đâu không? nếu mình không có cái phần ý tưởng và mình không có cái phần à, mô tả này anh em chỉ xem như thế này thôi Đây. và lấy người ta hai triệu bạc đến ba triệu bạc thì người ta nói sao mà vậy được mấy nét này không á, mà lấy quá nhiều tiền mà khi bạn đọc xong cái này rồi thì bạn thấy ờ à, nó có ý nghĩa và mình đầu tư vào logo này rất nhiều chứ không phải cái này mình làm khá lâu thời gian làm rồi còn sửa làm còn sửa chứ không phải là làm cái trình bày cái được liền mình làm rất nhiều combo có nghĩa là rất nhiều cái và mình chọn một cái đó đấy là mới một cái nghe video sau mình sẽ dạy anh em cách bảo giá thiết kế logo thì nó liên quan đến combo có nghĩa là liên quan đến có bao nhiêu cái demo cho người ta xem chứ không phải là anh em thiết kế xong cái là người ta nhìn liền thành ra anh em thiết kế một cái logo và cực kỳ khó khăn sửa lên sửa xuống và khách hàng duyệt hay không duyệt nó trong à, video sau mình sẽ nói rồi bây giờ anh em thấy một cái logo đơn giản mà phức tạp không đấy là mình đang nói logo thông thương của anh em mình làm cái trình của anh em mình thôi có logo vài ngàn vài chục ngàn đô là mình không nói tới rồi bản thân mình không với tới thì thân ra là ai có khả năng thì làm mình không đủ khả năng thân ra mình không dạy theo dạng geometry được chưa rồi tạm thời vậy mình chúc anh em thành công. Anh em đừng quên đăng ký kênh, like share và comment giúp mình. Xin cảm ơn rất nhiều.